Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn 6 tháng nữa đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021. Nhưng những kẻ nịnh thần đã xếp hàng sau lưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để vận động và đề nghị Ông ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa hay ít nhất cũng thêm một nửa nhiệm kỳ nữa. Lý do của đám tôi chung đưa ra là đất nước cần lãnh đạo ổn định để bảo vệ đảng và chế độ theo định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng điều này cũng lộ ra dấu hiệu mất đoàn kết và không thống nhất trong nội bộ hơn 4 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đám bề tôi bợ đỡ từ một năm qua đã ca tụng lên tận mây xanh công lao to lớn chống tham nhũng lãng phí trong đảng của ông Trọng. Nhưng họ lại quên chỉ riêng trong nhiệm kỳ này khóa 12 đã có tới 200 cán bộ cao cấp kể cả ủy viên chính trị Đinh La Thăng đã xa lưới vì tham nhũng và bất lực. Tất cả số người bị án bị sa thải, tước hết chức vụ, đảng đều đã qua sàng lọc bởi hệ thống cán bộ do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu từ khóa 11 năm 2011, nhưng không ai dám quy trách nhiệm cho ông là người đứng đầu mà để xảy ra như thế. Ngược lại, ông đã được ca tụng là người liêm khiết, hết lòng vì dân vì nước và có quyết tâm diệt tham nhũng mạnh nhất từ trước đến nay. Đảng viên nhất là những người có chức có quyền cũng đã cúi mặt làm ngơ trước thái độ đầu hàng trung cộng của ông Nguyễn Phú Trọng trước các hành động lính tàu tấn công ngư dân tự do đem tàu vào tìm kiếm dầu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và lấn chiếm lãnh thổ ở Biển Đông. Dù vậy, từ một năm qua, đó đây trong đảng đã dục dịch cuộng vật, cuộc vận động, kiến nghị ông Trọng đừng nghỉ hưu mà tiếp tục ở lại để chèo lái đảng đi tiếp sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dù chính ông đã bảo rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Tuyên bố ngày 24 tháng 10 năm 2013 tại Hà Nội. Nhưng nhóm cán bộ đảng viên nịnh trọng này có thật sự là những người yêu nước? hay lại là những kẻ nội thù của một âm mưu từ Bắc Kinh muốn giữ ông Trọng để làm Việt Nam suy yếu đến mạt vệnh. Theo điều lệ đảng thì ông Trọng không thể giữ chức Tổng Bí Thư quá hai nhiệm kỳ, tổng cộng 10 năm, nhưng ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên đã lộ ra một lối thoát mới cho sự nghiệp chính trị cuối đời của ông Trọng, người sẽ 77 tuổi khi khóa đảng 13 tổ chức đại hội vào đầu năm 2021. Trước hết, ông Diên nói tại Hội nghị Trung ương 12 vừa qua 11 đến 14 tháng 5 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất trình đại hội 13 số lượng khoảng 200 ủy viên Trung ương, trong đó khoảng 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết. Ủy viên Bộ Chính trị giữ khóa 12 với 17 đến 19 người, Ban Bí thư là 12 đến 13 người, theo dinh.vn ngày 27 tháng 5 năm 2020. Những con số này không có gì đặc biệt vì cũng giống như mấy khóa trước, có quan trọng chăng là họ đã được bầu chọn ra sao, công bằng thế nào và liệu có ngăn được tệ lợi ích nhóm, những kẻ tham nhũng và chạy chức chạy quyền lọt vào Trung ương 13 như ông Trọng đã từng hô hào phải loại bỏ. Trong khi chờ xem công tác chọn nhân sự của Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng đề cao là then chốt của then chốt sẽ ra sao thì Trung ương 12 cũng đã đồng ý Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi. Số ủy viên Trung ương dưới 50 tuổi chiếm khoảng 15 đến 20% và từ 50 đến 60 tuổi là khoảng 70% và từ 61 tuổi trở lên khoảng 10%. Như vậy, càng già thì càng khó được chọn vào Trung ương nhưng đảng lại đề ra trường hợp ngoại lệ theo lời của ông Nguyễn Hồng Diên, những trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử trung ương khóa mới không nằm trong độ tuổi quy định thì Bộ Chính trị Ban Bí Thư sẽ xem xét kỹ lưỡng và trình trung ương quyết định cũng theo dinh.vn ngày 27 tháng 5 năm 2020. Trong danh sách Bộ Chính trị khóa 12 có 7 người đã từ 66 tuổi trở lên gồm có ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, người dân tộc Thái Trắng, Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cũ và Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong nỗ lực muốn kéo ông Trọng ngồi lại đã có nhiều chiều nịnh hót đến trơ chẽn không biết ngượng trước nhân quần xã hội Người nổi lên cao nhất trong đám định thần này không ai khác hơn là ông Nguyễn Hồng Diên, tân phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Trước khi được bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Nhưng trong lần xuất hiện đầu tiên trong nhiệm vụ mới được báo chí ngày 27 tháng 5 năm 2020, ông Diên đã phát biểu trôi chảy và rất hăng say khi nói rằng có trường hợp đặc biệt hay không. Có, thì là bao nhiêu? Đây là vấn đề cán bộ đảng viên nhân dân rất quan tâm. Bài học từ khóa 12 cho thấy nếu thực hiện một cách sơ cứng quy định về độ tuổi thì một số ủy viên trung ương cao tuổi sẽ không được tái cử. Rồi ông ca tụng không ngượng mồm rằng rõ ràng trong khóa 12 các đồng chí tái cử trong trường hợp đặc biệt, đặc biệt là người đứng đầu của đảng đã vững vàng đưa đất nước vượt qua khó khăn gian nguy chặng đường. Phía trước còn rất nhiều khó khăn và rất và rất cần những người lão luyện về chính trị có kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió nguy nan. Ông Lưu Ý cử tọa thử hình dung trong khóa 12 này thôi, một số đồng chí được xem là trường hợp đặc biệt, Trung ương khóa 11 giới thiệu tại đại hội 12 đã quyết định thì chúng ta thấy hầu hết các đồng chí thể hiện rất xuất sắc trong công việc đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, có thể nói đến giờ này đây là hạnh phúc của Đảng và của dân tộc chúng ta. Cuối cùng ông Diên diễn tiếp, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị Ban Bí Thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Không để bị thế lực phản động, thông tin thất thiệt, chia rẽ trước đại hội. Tin tổng hợp báo chí Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2020. Trước ông Nguyễn Hồng Diện cũng có đội ngũ nịnh trọng tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật ra sách Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Theo cổng thông tin chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2019 thì cuốn sách dày hơn 600 trang gồm những bài viết của nhiều tác giả như bạn học thời sinh viên, đồng nghiệp nhà báo hay người chỉ một lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác hoặc mới chỉ biết đồng chí qua những hoạt động ở trong nước và ngoài nước được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù ở các gương vị khác nhau nhưng tất cả đều bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ và cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có trí tuệ bản lĩnh trong sáng. Nội dung còn khẳng định Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa và rất công tâm khi nhìn nhận, giải quyết những việc cụ thể với sự bao dung, độ lượng, thấm đẫm tình người. Nội dung phần thứ ba cuốn sách với tiêu đề tình cảm của bạn bè quốc tế với quan điểm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều chuyến công tác nước ngoài nhằm hiện thực hóa đường lối đối ngoại của đảng nhà nước ta theo chính phủ.vn ngày 20 tháng 6 năm 2019 trước đó, ngày 28 tháng 1 năm 2020, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng tự ca rằng thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa 14 tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, dư luận đều hồ hởi và đặt niềm tin vào Đảng. Nhà nước đã chọn một người xứng đáng trên cương vị Tổng Bí thư lãnh đạo Đảng dẫn dắt đất nước trong suốt hai nhiệm kỳ Đại hội 11-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ. Một con người gần gũi giản dị nhưng ẩn chứa bên trong là một sự mạnh mẽ quyết liệt. Còn nhớ sau khi được Quốc hội trao thêm quyền Chủ tịch nước ngày 23 tháng 10 năm 2018, báo đài nhà nước đã nhiều người tai to mặt lớn cũng đã thi đua mặc áo xếp hàng vái ông Trọng lên tận ngọn cây. Báo Công an Nhân dân viết ngày 24 tháng 10 năm 2018, việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch nước là thể hiện đáp ứng nguyện vọng, lòng tin của Đảng, toàn dân ta. Báo Dân Chí cũng phù họa theo rằng hai nhiệm kỳ liên tiếp trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm sức cho cuộc chiến chống nạn tham nhũng, đồng thời đảm nhiệm chức vụ chủ tịch nước trong thời điểm lịch sử Tổng Bí thư quyết tâm tạo chuyển biến mới, quyết liệt hơn trên mặt trận này, cũng theo dân chí ngày 3 tháng 10 năm 2018. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương tỉnh Quảng Bình nhanh nhẩu nói với báo Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng để lại nhiều dấu ấn lớn, được nhân dân cả nước tin tưởng, đặc biệt là trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước là vấn đề mà cử tri và đại biểu rất quan tâm và mong mỏi. Đến phiên Ủy ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Trường Sơn còn hồ hởi hơn khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao về uy tín, sự trong sạch, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 2018 Tạp chí Xây dựng Đảng thì viết trong số đề ngày 7 tháng 10 năm 2018, việc ban chấp hành Trung ương Đảng đề cử Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là quyết định được đồng thuận cao trong Đảng và xã hội. Đến phiên ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cũng muốn lấy điểm trên báo Giáo dục Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 2018 khi nói rằng: "Tôi cũng như những cán bộ lão thành khác và nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối ở đồng chí. Chúng tôi tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo nên nhiều kỳ tích mới, đưa đất nước bước vào những trang sự sáng ngời trong kỷ nguyên mới. Nhưng kỷ nguyên, nhưng kỷ nguyên mới là ở đâu và bao giờ mới thấy, hay đó cũng chỉ là những giấc mơ hão huyền của những người chỉ biết sùng bái lãnh tụ mà quên rằng sau nịnh hót là thời mạt vận của con dân Việt Nam trên mặt đất đau thương quằn quại hình chữ S. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi